Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Feature News với Phạm Cơ Bộ Quang Trương. Và sau đây anh Phạm Cơ sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu chương trình Feature News phần thứ nhất ngày hôm nay là bản tin liên quan tới sức khỏe của các bà bầu. Thưa quý vị, có bầu thì phải đi săn thôi, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà đi săn thì khi nào là tốt và khi nào là xấu? Dĩ nhiên thì đi săn rất là nguy hiểm, bởi vì từ một cái chỗ mà một đứa bé ở trong bụng mình nó đi ra ngoài, đôi khi không phải, thường thì rất là dễ dàng, nhưng mà đôi khi cũng khó khăn. Trước đây, những cái người nào thường thường 39 tuần lễ là cái thời gian của cái thai kỳ sau 39 tuần, mà nếu như trễ tới 41 tuần, tức là trễ đi tới 2 tuần, thì người ta phải dục thai cho ra. Thì khi dục thai cho ra thì họ phải làm những cái phương pháp dục thai, trong đó có truyền những kích thích tố khiến cho người phụ nữ đau bụng rồi rạn đẻ và sinh ra đứa con. Bây giờ đây người ta nói rằng đúng 39 tuần thì tức là cái tuần lễ đẻ ra đó, mà nếu như chưa có gì thì mình cũng nên dục đẻ, tức là làm cho nó đẻ ra, sinh ra vào tuần lễ thứ 39. Tại sao? Đây là một cái báo cáo khoa học của tờ báo y khoa Hoa Kỳ, tờ New England Journal of Medicine. Tờ báo này nói rằng là vấn đề mà dục sanh vào khoảng 39 tuần là một điều hết sức là quan trọng, bởi vì nếu mình dục sanh lúc 39 tuần thì người phụ nữ lúc bây giờ họ rất là đàng hoàng, họ rất là can đảm, tức là họ bình thường, cho nên dục sanh thì sẽ làm cho họ có đầy đủ sức khỏe và từ đó họ sanh ra dễ hơn. Nếu mà để không dục sanh trong cái tuần lễ thứ 39 thì họ sẽ để sanh thường, có khi họ sanh thường, có khi họ sanh trễ đi quá 39 tuần một chút là họ lo lắng, và từ đó, từ cái chỗ lo lắng đó họ có thể sinh ra rất là khó và đôi khi phải mổ. Và các cái thống kê cho thấy rằng nếu mà dục sanh thì cái xác suất mà để cho người bệnh nhân phải mổ đẻ đó, mổ sanh đó là một cái điều rất là dễ xảy ra. Nếu dục sanh thì những cái cơ hội mà làm cho vấn đề mổ đẻ nó xảy ra rất là ít, thì đó là cái thống kê mới nhất mà người ta làm được ở trong cái tờ báo New England Journal of Medicine người ta đăng tải. Thì đây là một trong những cái tin mới nhất mà về y học cho thấy rằng là vấn đề sanh nở là một vấn đề đôi khi bây giờ nó khác ngày xưa. Ngày xưa 41 tuần mới dục sanh, bây giờ họ nói rằng nếu 39 tuần mà dục sanh được thì cứ dục đi, bởi vì dục được như vậy đó thì người phụ nữ cái cơ hội mà để cho họ thoát khỏi phải vấn đề mổ sanh đó là một cơ hội rất là lớn. Thành ra nếu mà không dục sanh rất là dễ bị C-section, tức là mổ sanh, mà mổ sanh tai hại là vì nó sẽ gây ra những cái vết sẹo trong tử cung và lần sanh nở sau sẽ rất là khó khăn. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến một cái tin tức vừa mới được đăng tải trên CNN cho biết là ở tại Canada vừa mới xảy ra một cái vụ nổ súng bắn người. Thưa quý vị, tin cho biết là cho đến giờ phút này ít nhất 4 người được coi là bị thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát viên. Sự việc xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại một cái thành phố có tên là Fredericton thuộc tỉnh New Brunswick của Canada. Hung thủ được biết là đã bị bắt giữ và đang nằm trong tình trạng nguy kịch bởi vì đã bị thương nặng. Hiện bây giờ thì cảnh sát vẫn chưa cho biết tên tuổi của những người đã bị trúng đạn cũng như là bị thiệt mạng. Hai cảnh sát viên này cũng chưa cho biết là tên như thế nào. Được biết là, thưa quý vị, cái vụ xả súng này xảy ra rất là nghiêm trọng, là tại vì đối với lại Canada đó, là cái vấn đề mà cái luật mà sở hữu súng đó, nó rất là khắc nghiệt, rất là khắc khe hơn nhiều lắm so với Hoa Kỳ. Tuy nhiên là trong cái thời buổi gần đây đó, cái xu hướng mới thì bây giờ người dân của Canada họ cũng tìm cách họ sở hữu súng rất là nhiều. Vì vậy cho nên rằng là cái tệ nạn về vấn đề nổ súng đã xảy ra nhiều hơn trước, so ra rất là nhiều. Được biết vào năm 2014 thì ngay tại cái tỉnh New Brunswick này cũng đã xảy ra một cái vụ nổ súng khiến cho 3 cảnh sát viên đã bị thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Được biết Toronto là một cái thành phố lớn hàng thứ nhất của Canada, cũng là một cái nơi vẫn thường xuyên xảy ra nổ súng trong thời gian gần đây. Ít nhất là trong cái năm nay thôi đó, chưa hết một năm mà đã có ít nhất 241 vụ tai nạn nổ súng xảy ra. Nói tóm lại là cái vụ nổ súng xảy ra vào sáng ngày hôm nay ở tại Fredericton của tỉnh New Brunswick đã khiến cho giới chức của Canada phải đưa ra những cái luật lệ nào đó khắc nghiệt hơn nữa để có thể chặn đứng cái phong trào, cái xu hướng mà người dân làm chủ súng ống hiện nay tại Canada. Anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, bản tin kể là một bản tin liên quan tới 3 câu chuyện nhỏ trong một cái phóng sự của CNN.
Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện xảy ra ở tại một cái vùng nào đó ở Hoa Kỳ và bản tin không có nói rõ, họ chỉ cho biết rằng trong vùng đó đã xảy ra một cái cơn mưa bão rất lớn, và trong cơn mưa bão đó, thưa quý vị, hai lá cờ, cái lá cờ của tiểu bang và lá cờ của Hoa Kỳ đã rơi xuống. Do đó thì hai cái người mà lính ở gần đó, họ đã lập tức thấy cờ rơi xuống thì họ vội vàng chạy ra và họ gỡ lá cờ đem vào trong kho, đem vào trong phòng và cất kỹ trong kho. Thì dĩ nhiên gió bão làm cho vật dụng ở trong cái nhà cửa xung quanh đều hư hại nặng nề, nhưng mà hai lá cờ cũng rớt xuống, và hai lá cờ là có lẽ là cái vật duy nhất mà sống sót sau cái cơn giông tố nói trên. Đó là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện của TSA. TSA là cơ quan an ninh của phi trường Hoa Kỳ. Trong thời gian tuần lễ vừa rồi đây, trong khi họ đang chuyển tải băng qua những hành lý, họ thấy một cái hành lý của khách hàng đột nhiên bốc cháy. Họ cầm cái hành lý đó, nhân viên TSA không có sợ nguy hiểm bởi vì có thể trong đó là một quả bom, nhưng mà nếu có bom nổ ngay trong cái chỗ phòng khám thì rất có thể nhiều người bị tai nạn và có thể nguy hiểm. Và vì vậy cho nên cái người TSA, nhân viên họ là không quản ngại cái nguy hiểm xảy đến cho mình. Họ cầm cái bao đó và chạy ra khỏi cái nơi nguy hiểm, nơi mà không có hành khách, rồi họ vứt ra ngoài. Và cuối cùng thì đó chỉ là một cái máy hút thuốc mà thưa quý vị, vapor, tức là cái máy hút thuốc mà để mà làm dành cho những người nghiện thuốc, nó bốc cháy mà thôi. Thành ra đó là một cái chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba là chuyện lập nên kỷ lục, thưa quý vị. Đây là một kỷ lục xảy ra ở một cái vùng, một cái nơi ở Hoa Kỳ, ở thành phố Rochester của tiểu bang New York. Ở nơi đây là có cái cạch nhảy lò cò, thưa quý vị. Cái nhảy lò cò đó là quý vị thấy thường, trẻ con vẫn thường chơi nhảy lò cò, nhưng mà họ muốn đạt một kỷ lục là sẽ có ít nhất 700 người nhảy, thay vì là cái kỷ lục trước là chỉ có 670 mấy người. Bây giờ đây họ tập trung được 700 em nhảy cò cò trong cùng một lúc, thì đó là một cái kỷ lục mới nhất mà họ hy vọng rằng sẽ được đăng ở trên tờ báo Guinness. Thì đó là một trong những câu chuyện là ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng chạy đua kỷ lục, cũng giống như là Việt Nam lúc gần đây, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp liên quan đến một cái công ty. Công ty người này có tên là Greystone ở tại New York. Thưa quý vị, ở tại nơi đây là một cái nơi mà sản xuất ra một cái loại bánh brownie rất là nổi tiếng. Cái người làm việc ở trong đây đó, thưa quý vị, vừa mới cho báo chí biết là có nhân viên làm việc ở trong đây, đó là anh Dion Ju. Anh này làm việc ở tại đây cũng khá lâu, hiện bây giờ anh là Production Supervisor. Anh vừa mới tiết lộ là trong cái công ty này đó, chủ nhân của công ty này đã rất là rộng lượng, bằng cách là họ đã thu nhận những cái người làm việc ở trong đây mà họ bất chấp cái quá khứ của họ như thế nào. Kể cả những người có tù tội cũng nhận vào làm việc như thường. Bản thân cái anh manager, cái anh supervisor này là anh Dion Ju, cũng là cái người mà nó từng ở tù 4 năm về vấn đề cái vấn đề buôn bán ma túy. Thành ra là khi mà ra tù rồi hầu như là không có được để nào nhận cả. Nhưng mà rất là may mắn cái hãng sản xuất bánh brownie này đã nhận anh vào làm việc. Thì khi mà anh vô làm việc thì anh mới phát giác ra là cái chủ trương của cái công ty này cũng rất là lạ so với những công ty khác. Tức là họ sẵn sàng nhận những người nhân viên làm việc của họ bất chấp cái quá khứ của họ như thế nào. Dĩ nhiên là nếu mà những người mà tàn ác quá đó, chẳng hạn như là những cái tội trạng về hiếp dâm này kia đấy thì không biết là như thế nào. Nhưng mà những người mà lỡ xa chân vào những cái con đường tội lỗi đó, vì cái hoàn cảnh hay là vì một cái tai nạn nào đó đó, thì họ sẵn sàng cứu vớt. Bằng chứng là, thưa quý vị, ở trong cái công ty này đó, 60% những người làm việc ở trong đây là những người đã từng có những cái tiền án tiền sự, cũng như là kể cả những người homeless họ cũng nhận luôn, họ nhận vô làm. Và những người mà immigrants, những người mà di dân mới sang sang Hoa Kỳ mà không có nói được tiếng Anh đó, thì họ cũng cho phép vào để làm. Nó tóm lại là những cái thành phần mà nhân viên làm việc mà ít có được trọng dụng ở tại những công ty khác, thì công ty này lại mở vòng tay để mà đón nhận họ. Và nhất là những người đã từng có tù tội đó, thì họ cũng cho một cái cơ hội. Tại vì đối với họ đó, những người này đó, nếu mà không cho họ có cơ hội thì lại vô tình đẩy họ trở lại con đường xấu nữa mà thôi. Tại vì nếu mà không ai nhận nữa, một lần lỡ thôi, thì bây giờ phải cho họ cơ hội để làm lại cuộc đời. Chứ nếu không đó, thì cái tệ trạng xã hội lại tiếp tục tăng trưởng ở tại Hoa Kỳ. Anh Rồng Cao. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần đầu tiên của chương trình Fusion News hôm nay.
Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau một phần thông tin thương mại.